Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Nghệ sĩ cải lương Thoại Miêu, cuộc sống bây giờ ra sao khi chồng ra đi sớm ở tuổi 67? Thông tin nghệ sĩ Phan Quốc Hùng, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1953, tại thành phố Hồ Chí Minh qua đời được anh Phan Quốc Kiệt, phó giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang, con trai chia sẻ. Cụ thể nghệ sĩ Phan Quốc Hùng, nguyên giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang, chồng của nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, đã qua đời vào trưa ngày 14 tháng 10, thọ 67 tuổi. Cũng từ thông tin phía gia đình, nhiều năm qua, nghệ sĩ Phan Quốc Hùng mắc nhiều bệnh tuổi già, dù được bác sĩ cứu chữa tận tình, nhưng vì sức khỏe yếu, nam nghệ sĩ không qua khỏi. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu và em ruột, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, đều xúc động trước việc ra đi đột ngột của nghệ sĩ Phan Quốc Hùng. Chuyện ra đi là sớm muộn, gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không tránh khỏi cảm giác đau buồn, đặc biệt khi cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho anh. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu tâm sự. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu cho biết ý nguyện cuối đời của ông là mong muốn khỏe lại để mở một buổi tiệc mừng cho vợ khi bà vừa nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cách đây không lâu, nhưng mong ước này không thành hiện thực. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu sinh năm 1953, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng và được nhiều thế hệ khán giả mộ điệu yêu mến. Xuất thân trong gia đình đông con, có tới tận 12 người con, trong đó 5 nam 7 nữ, thì nghệ sĩ Thoại Miêu là con thứ 5 trong gia đình. Khi còn nhỏ, bà rất mê cải lương, mặc dù gia đình không có điều kiện, nhưng khi thấy Thoại Miêu có năng khiếu, bà nội nuôi Thoại Miêu đã đưa bà đi học ca tài tử cải lương tại thầy Đờn Bùi Phú. Cuộc đời Thoại Miêu những được lời tiên đoán rằng sẽ đổ vỡ nếu lấy chồng sớm. Nghệ sĩ Thoại Miêu cứ ở thế cho đến năm 37 tuổi. Chỉ sợ tình duyên, dở dang, sợ trung chiên. Nhớ người một thở vàng son. Giai đoạn từ giữa thập niên 50 tới giữa thập niên 70, cải lương gần như chiếm ngự đời sống văn hóa giải trí miền Nam. Những kép những đạo nào lắng, nào thương mỗi đêm kéo một lượng khán giả Sài Thành đến với rạp hát nhộn nhịp như các cuộc hội hè. Mỗi mùa xuân, sau lớp đi trước như Úc Trà Ôn, Thành Được, Hữu Phước, cải lương miền Nam ghi dấu ấn trong giới mọi điệu với một thế hệ giọng ca vàng tiếp nối Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Hỷ, Châu Thanh, Phượng Hằng. Họ mỗi giọng ca là một dấu ấn riêng biệt, mà chỉ cần vừa cất lên tiếng hát đầu tiên, khán giả đã nhận ra đó là ai. Khác với tân nhạc, đất của cải lương rộng lớn, đủ để mọi người vẫn là đào chánh, kép chánh, và đều có vùng căn cứ của riêng mình. Những năm 80-90 nói về Thoại Miêu, gần như không ai không biết. Những vai diễn từ màn ảnh, sân khấu của chị đi theo ra cả đời thật. Người ta quên mất chị tên thật là Ngọc Hoa, cùng đôi lúc quên đi nghệ danh Thoại Miêu, mà chỉ nhớ một cô Ngọc Hà hay Tiết Mai trong các vở diễn. Cái hay ở Thoại Miêu là chị thừa hưởng được cái hay từ những bậc tiền nhân như Thanh Nga, Mỹ Châu, và tạo nên cái điên cho mình. Một con mèo thơm, sắc sảo nhưng vẫn nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Cả lưng xuống dốc, cuộc đời người nghệ sĩ cũng chứa đựng không biết giọt nước mắt và cả những nụ cười chua chát. Thoại Miêu cũng từng đi qua những chặng đường trong trên như để vẽ ra bức họa cho cuộc đời chị. Thật khác nhiều so với những tên tuổi cùng thời, Thoại Miêu tự nhận từ lúc vào nghề đến hiện tại đã lưu về nghỉ hưu, sự nghiệp và cuộc sống của chị rất êm ấm, nhiều lúc cứ như mặt hồ chưa bao giờ gợn sóng. Cuộc sống của một người vừa về hưu như thế nào chị nhỉ? Bây giờ tôi nghỉ hưu hẳn rồi. Mấy năm trước đến tuổi hưu thì nhà hát Trần Hữu Trang đề nghị tái ký hợp đồng để giữ vai trò cố vấn cho đoàn, giúp cho các thế hệ đàn em đến khi ông xã bệnh. Tôi buộc phải quay về để chăm sóc. Tuy vậy, anh em trong đoàn cũng còn mến và thương nhiều lắm. Không ký hợp đồng nhưng có show diễn thì đến nhớ và gọi mình đầu tiên. Tôi đi hát gắn bó với anh em mấy mươi năm rồi, ăn chung một mâm, ngủ chung một chỗ, thì lẽ nào cố gắng thêm vài năm nữa mà mình không làm được sao? Còn nghĩ luôn chắc tôi buồn chết mất. Tôi vẫn có những show diễn riêng bên ngoài, nhưng làm sao có thể bằng đi hát với tập thể. Bây giờ tôi cứ đi hát để khi nào không còn được nữa thì thôi. Nhiều người cũng như chị vậy, họ bảo cứ tuổi này nằm ở nhà là nhớ sân khấu gia diết, nhớ đến phát bệnh, dường như đây là bệnh chung của mọi người rồi. Giờ đây tôi đi hát cũng vì cái tình cái nghĩa, chứ đâu phải vì tiền nữa. Đi hát phục vụ cho bà con, cho nhà nước, lương đâu có cao nhưng vẫn đi. Nhiều khi ông xã khuyên tôi ở tuổi này nên ở nhà nghỉ dưỡng, có lúc tôi cũng nghĩ như vậy. Ở nhà là có cháu nội thủ thị thì đỡ buồn, nhưng là không được. Vài ngày mà không gặp anh em, không tập dượt, tôi nằm la liệt, vậy không nổi, buồn đến phát bệnh. Một khi nói đi hát
là bao nhiêu bệnh cũng hết. Kể ra chị vẫn còn khỏe, vẫn còn sức để chạy xô đấy chứ. Khoảng 3 năm về trước, tôi vẫn đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra tận Đà Nẵng, 7 giờ tối đi, 11 giờ sáng đến. Nhận khách sạn xong 3 giờ chiều chạy chương trình, hơn 7 giờ tối là lên sóng trực tiếp, diễn xong anh em trong đoàn ăn tối, 10 giờ rưỡi lên xe về lại Sài Gòn. Vậy mà trong người tôi khỏe lắm, lên xe tôi ít khi ngủ mà dành thời gian vui chơi, trò chuyện với anh em trong đoàn. Tôi trân trọng từng khoảng thời gian quý giá còn lại. Nhiều khi tổ nghiệp còn chưa muốn chúng tôi bỏ sân khấu, mình còn được khán giả ủng hộ, vỗ tay. Cả đời người nghệ sĩ cũng chỉ mong vậy thôi. Như anh Thanh Sang lúc còn sinh thời, anh nhớ sân khấu lắm, chứ nhân lực bắt tổng thăm, nghiệp con tầm nhã tơ thì phải tiếp tục làm, khi nào tổ nghiệp không do nữa thì thôi. Điều khổ cực như vậy mà cũng dễ dàng trở thành niềm vui với chị. Vở thật hơi bất ngờ. Tôi thường nghe bảo, nếu kiếp này chúng tôi đã là nghệ sĩ cải lương thì kiếp trước chúng tôi là tiên đấy. Kiếp này chúng tôi phải xuống trần thế đời đẹp, ca hay, múa giỏi, diễn tốt và tỏa sáng trên sân khấu. Mấy mươi năm đi qua, kinh nghiệm cũng đủ nhiều. Tôi thấy điều này đúng đấy chứ. Thời của chúng tôi, con đường đi đến đỉnh trong sự nghiệp, sống được trong lòng khán giả gian nan vất vả lắm, không bằng phẳng như bây giờ. Thời trước chúng tôi nữa, các cô chú anh chị đều gian nan lắm. Không phải ca hay là được lên sân khấu liền, mà phải đi từ học việc, làm tỳ nữ, múa, thậm chí bưng cơm, rót nước cho đào kép chính. Thời nay, có cơ hội thì mới thành công được. Bên cạnh đó, bản thân người nghệ sĩ phải cố gắng học hỏi rất nhiều. Thậm chí đến tôi bây giờ vẫn phải học. Người này dễ mai một lắm, nếu không có tâm, có đạo đức thì mau tàn lụi lắm. Chị đã tốn bao nhiêu năm để đi qua những gian khổ và đến được đỉnh cao trong sự nghiệp. Tôi may mắn hơn vì không qua quá trình cực khổ như các anh chị đi trước. Tôi học trường quốc gia âm nhạc, tốt nghiệp sau 4 năm thì có ngày đoàn mời đi hát. Nhưng lúc này gia đình lại không cho, khi đó tôi khổ sở lắm. Sau đó tôi hát trên đài phát thanh và những chương trình trên đài truyền hình, đi phụ giảng tại trường quốc gia âm nhạc. 2 năm đi làm thì giải phóng. Sau đó nhà nước thông báo để đăng ký và phân công nghệ sĩ về các đoàn. Tôi được phân công về đoàn Sài Gòn 2, gồm nhiều anh chị nữa như Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Diệp Lan. Đoàn nhiều nghệ sĩ nên khi đó lại không có tuồng để hát. Tôi nằm suốt mấy tháng trời, hàng đêm tôi cứ cầu khấn tổ nghiệp cho tôi một vai diễn nhỏ nhưng vẫn không được. Sau đó đoàn văn công được thành lập với 3 lớp nghệ sĩ tại chỗ kháng chiến và từ Hà Nội vào. Tôi được kêu về đoàn nhưng lúc đầu cũng băn khoăn. Vì mới thành lập cuối cùng, tôi cũng đánh liều với hy vọng là sẽ có vai diễn. Đúng như nguyện cầu, vở đầu tiên của đoàn mang tên Ngày Tàn Của Bà Chúa, tôi có ngay vai diễn, dù chỉ là vai đào ba, nhưng tôi mừng trước nước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nói về gia đình, người bà nội nuôi của chị một chút, đây dường như là người khởi xướng cho chị tập tành ca hát, nhưng cũng là người phản đối chị theo nghề. Vì sao là như vậy? Năm 9 tuổi, tôi đã ra đời rồi, đi làm thuê để có tiền đi học. Một nguyên nhân lớn nữa khiến cho tôi chọn sang ở nhà bà nội nuôi, làm việc là để được đi xem hát mỗi cuối tuần. Bà nội nuôi tôi quen với bầu đàn hát, nên đoàn nào, show diễn nào bà cũng có sức đi coi hết. Tôi mê lắm, nôn nao trong đến ngày thứ bảy, hơn bao giờ hết. Bà phát hiện ra năng khiếu của tôi cho tôi đi hát, nhưng cũng bà là người không cho tôi đi, theo đoàn sau 4 năm học tại trường quốc gia âm nhạc. Bà cho rằng đi hát là hư, là xứng ca vô lòi, sau giải phóng tôi mới như chim, sổ lòng. Với nghệ sĩ cải lương, sự nghiệp của ai cũng biến động nhiều, việc chuyển đoàn cũng như vậy, còn chị như thế nào? Mấy mươi năm đi hát, tôi ít kỳ nào, bay nhảy lắm, chung tỷ son sắt một lòng. Tôi ở đoàn văn công đến năm 1984, sau đó khi chị Bạch Tuyết Lệ Thủy về nước thì thành lập đoàn 284, đoàn thiếu người nên xin tôi qua. Được một năm hơn thì tôi xin trở về đoàn văn công, nơi đây ông xã tôi cũng là trưởng đoàn. Đi đoàn 284 cũng vui vì có nhiều anh chị. Nhưng ở Văn Công thì được gần gia đình. Năm 1977, đoàn Văn Công sáp nhập vào nhà hát Trần Hữu Trang và ở luôn cho đến ngày nghỉ hưu. Tính ra từ lúc đi hát đến hiện tại, tôi chỉ là người của hai đoàn. Phía sở cũng điều động tôi đi sang một số đơn vị, nhưng họ tôn trọng ý kiến nên tôi ở lại. Con đường sự nghiệp của chị tính ra khác biệt nhiều so với những đồng nghiệp cùng trang lứa đấy chứ, êm đềm và không quá nhiều biến cố. Tôi đi đoàn Văn Công từ thời còn lãnh lương, nhu yếu phẩm lương cứng là 26 đồng, mỗi đêm hát được thêm 2 đồng. Hai phần của tôi cũng cao nhất nhì đoàn nên sống thoải mái lắm. Bản thân lại tự lập một mình nên cũng không lo lắng nhiều, chỉ phụ giúp thêm gia đình, vì thế tôi không có nhu cầu chuyển đoàn, sống rất khép kín. Ý niệm về sự ổn định chi phối khá nhiều trong cuộc sống của chị thì phải. Tôi có gia đình trễ so với nhiều anh chị đồng nghiệp cùng thời. Năm 37 tuổi tôi mới lập gia đình, vì có nhiều người nói tuổi tôi nếu lấy chồng sớm thì phải chuông chiên 2-3 lần, bởi vậy suốt thời trẻ tôi đâu dám yêu
hay nghĩ đến chuyện tình cảm vì sợ dở dang, đau khổ. Một vợ một chồng, đó là tâm nguyện đến cuối đời của tôi. Cuộc sống hôn nhân dĩ nhiên không thể tránh khỏi những va chạm mâu thuẫn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đổ vỡ, tôi ám ảnh và sợ. Vì thế, tôi hay ông xã lúc nào cũng bớt cái tôi mình một chút. Dàn nghệ sĩ cải lương gạo cội hội ngộ mừng sinh nhật nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu. Vào tối ngày 3 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo nghệ sĩ gạo cội, làng cải lương đã hội ngộ để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 67 của nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, đồng thời chia vui với bà nhân dịp nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cách đây chưa lâu. Tại buổi tiệc, nghệ sĩ ưu tú Thọ Mỹ, em gái nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, tất bật đón khách và ghi lại khoảnh khắc vui vẻ ý nghĩa của chị. Đến chung vui cùng gia đình nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, có sự hiện diện của những tên tuổi nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, Trọng Nghĩa, Ngân Tuấn, Phượng Loan. Bên cạnh việc bày tỏ cảm xúc trong ngày vui của mình, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu cũng không quên dành những chia sẻ chân thành và xúc động khi nhắc về người chồng quá cố. Bà nhắn nhủ với chồng rằng, cảm ơn anh đã luôn yêu thương, động viên, chia sẻ suốt nhiều năm qua, để em yên tâm làm nghề cống hiến cho khán giả. Em tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, anh sẽ cảm nhận được lòng tự hào, tình yêu thương của em, của các con. Cháu luôn hướng về anh, cảm ơn anh vì mãi có anh ở bên đời. Là em gái và cùng gắn bó với nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu trong sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ dành nhiều tình cảm khi chia sẻ, chúc chị luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và lúc nào cũng tươi trẻ như thế này. Chị phải luôn là điểm tựa nước thang để dựa dẫm theo chị, cùng đi suốt hành trình nghề nghiệp mà chị đã cho em có ngày hôm nay. Ngoài nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng gửi đến nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu những lời chúc đầy tình cảm. Chúc mừng em vừa nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, em còn quá trẻ, nhưng xin em đừng bước thêm bước nữa. Hôm nay chị rất vui khi hội ngộ các anh em nghệ sĩ đồng nghiệp. Chúng ta còn gặp nhau là vui, là hạnh phúc rồi. Mong mọi người lúc nào cũng yêu thương nhau, thương em nhiều, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu nói. Về phần mình, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhắn nhủ, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân là món quà xứng đáng cho những cống hiến của người nghệ sĩ trong sự nghiệp. Chị rất mừng cho em nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi còn trẻ, trẻ hơn tôi. Chúc em sẽ tiếp tục cống hiến lời ca tiếng hát cho khán giả, cũng như chị mỗi khi được gặp khán giả là vui lắm. Chị cũng vô cùng xúc động khi buổi tiệc này không chỉ là mừng sinh nhật em, mà còn là dịp để em tri ân chồng mình.